Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Trên tay mình là một cái bộ học lệnh thu phát RF315 hai kênh. Tức là sử dụng cái tần số 315 MHz. Và một cái tay remote để điều khiển. Công dụng của cái bộ thu phát này thì các bạn có thể ứng dụng cho cái việc điều khiển các cái thiết bị mà không có dây thành không dây, điều khiển từ xa, ví dụ như quạt hay đèn hay bất cứ một cái thiết bị gì đó mà các bạn muốn điều khiển nó từ xa thì các bạn sử dụng cái bộ thu phát này. Đây là bên trong của cái bộ học lệnh, nó có một cái vỏ. Bên đây là các cái thông số. Bộ này có thể sử dụng cho cái các thiết bị dưới 500W. Và đây là sơ đồ kết nối. Còn đây là cái mạch bên trong. Nó có hai cái relay. Bộ thu phát này nó chạy điện 220V, nó điều khiển cho các thiết bị 220V luôn các bạn. Đây là đầu vào. Còn đây là các cái đầu ra của thiết bị để nối với cả cái thiết bị chúng ta cần điều khiển từ xa. Đây có hai con relay. Còn đây là cái module điều khiển từ xa của nó. Có cái anten này. Ở đây nó có cái hai cái đèn báo và một cái nút này. Nút này chúng ta học lệnh. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Về cái remote thì các bạn có thể mua bất cứ một cái remote nào hỗ trợ cái tần số 315 MHz thì nó đều kết nối được với cái bộ thu phát này. Bây giờ mình sẽ test và hướng dẫn các bạn để setup các cái học lệnh cho cái remote này với cái bộ thu học lệnh này nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng hai cái bóng đèn tương ứng với hai thiết bị cho đấu với hai cái relay này. Và bây giờ mình sẽ test nhé. Sơ đồ đầu dây các bạn tham khảo ở cái hình này nhé. Điện nguồn vào sẽ là chiếu in. Một cực của điện nguồn vào sẽ nối với cổng com, hai cổng com của hai cây relay này. Và cổng NC1 và NC2 sẽ ra một cực của hai thiết bị. Cực còn lại của hai thiết bị sẽ đấu với cực còn lại của điện vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện để test thử cho các bạn xem nhé. Khi cắm điện thì đèn nguồn nó báo màu đỏ này. Bộ thu học này sẽ hỗ trợ chúng ta hai cái chế độ điều khiển. Một là chế độ bấm giữ. Đây, khi mà bấm giữ thì nó sẽ cấp điện cho thiết bị và khi thả tay ra thì nó sẽ tắt. Kênh thứ hai cũng vậy. Cái chế độ thứ hai là chúng ta sẽ bấm một lần, nó sẽ cấp điện luôn cho thiết bị. Và khi ta bấm một lần nữa thì nó sẽ tắt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để thiết lập cái bộ học lệnh này với cái remote này ở hai chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ bấm giữ. Để thiết lập cái chế độ nhấn thả thì các bạn ấn cái nốt nhấn, ấn và giữ cho đến khi cái đèn đỏ nhấp nháy. Chúng ta thả ra và ấn thêm một lần nữa. Khi đèn đỏ sáng lên và chúng ta ấn hai nốt A và B để thiết bị học nhận lệnh từ điều khiển. Như vậy là đã vào chế độ bấm giữ. Các bạn bấm và giữ thì nó sẽ cấp điện cho thiết bị. Hai kênh đều như nhau. Bây giờ mình sẽ thiết lập cái chế độ bấm một lần. Các bạn cũng ấn vào cái nốt trên bộ điều khiển
Khi đèn đỏ, nháy một lần. Đợi cho nháy lần thứ hai, chúng ta thả ra. Sau đó ấn một lần nữa. Khi đèn đỏ sáng lên, chúng ta lại bấm hai nốt AB trên điều khiển để cho học lệnh. Khi bấm học lệnh, các bạn thấy đèn hai đèn em nhấp nháy. Như vậy đã vào chế độ bấm một lần. Bây giờ chúng ta sẽ bấm. Đó, bấm và thả dây ra thì nó cấp điện luôn cho thiết bị. Chúng ta bấm thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt. Tương tự phím B. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để mã hóa cái giữa cái đầu thu phát RF35 này với cái duy nhất một tay remote này thôi. Các cái tay khác cùng tần số sẽ không điều khiển được. Mình phải tháo cái mạch của cái tay remote này ra. Đây là bên trong của cái tay remote. Nó sử dụng một cái viên pin 12V để nuôi cái tay remote này. Các bạn quay ra đằng sau. Đây nó có một dãy các cái mạch này. Các bạn để ý có một dãy các cái mạch này. Để mã hóa nó thì chúng ta sẽ hàn các cái điểm với nhau. Hàn bất kỳ các điểm nào các bạn thích. Ở đây các bạn để ý là người ta đã có hàn hai cái điểm này. Hai điểm này với nhau, có nghĩa là cái tay này đã được mã hóa rồi. Mặc định là những cái điểm này nó sẽ không được hàn với nhau. Mỗi một điểm hàn, mỗi một kiểu hàn thì nó sẽ là một cái kiểu mã hóa. Do vậy mà các bạn cứ hàn theo cái điểm mà các bạn thích thì nó sẽ được mã hóa. Ở đây người ta đã hàn sẵn rồi, bây giờ mình lại hàn thêm một cái điểm nữa để mã hóa cái mã hóa nó khác hơn cái của người ta. Mình sẽ nối hai cái điểm ở trên này. Giữa đi. Đây, mình đã hàn thêm hai cái điểm ở đầu này nữa. Để nó khác cái mã hóa của người ta vừa mã hóa sẵn. Sau đó chúng ta sẽ lắp vào và thực hiện học lệnh lại cho cái đầu thu phát này là xong. Bây giờ mình sẽ cho nó học lại cái lệnh như vừa rồi mình hướng dẫn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để mã hóa giữa cái đầu thu phát này với cái tay remote. Từ bây giờ chỉ có một duy nhất cái remote này được điều khiển cái bộ thu phát này RF35 này. Kể cả cái tay remote nó có cùng tần số 35MHz nó cũng không thể điều khiển được cái bộ thu phát này. Nếu muốn
cái tay mốt khác mà để điều khiển được, chúng ta phải học lại lệnh cho nó, cho cái bộ thủ phát này nó học lại lệnh của cái tay remote mới thì nó mới được. Rồi, video của mình hôm nay dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy ủng hộ, like, chia sẻ giúp mình. Và đừng quên đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.